ra kia nấu cơm ngay cho mẹ. Nhanh. Đi đây. Tỉnh ngủ đi em ơi, không là không ai cứu được em đâu. A few minutes later. Còn tớ làm cơm bento khổng lồ của người có tiền cho cậu xem. Làm thế nào để mua rau trong khi mình không có tiền? Cà rốt này là 5.000 là 25 cộng 10 cộng... cộng 5 cộng 7 cộng... là 102 à? Bà menu, cháu học ở đâu mà giỏi quá vậy? Dạ, đó là bởi vì mẹ cháu khóa toán học diệu kỳ trên Kira.vn ạ. Ở trên đấy nhá, có rất nhiều mẹ tính nhanh tính nhẩm giúp cháu tính nhanh như chớp luôn cô ạ. Ui, đâu đâu cô xem nào. Đây ạ. Đây, cô vào trang Kira.vn mà xem này. Ôi ôi, nhiều khoa học hay thế nhở. Cô phải đăng ký cho thằng con khoa học luôn mới được. Vâng. Alo. Ừ, đúng rồi nha, chị mua hết nha. Đấy, 30 minút cháu cứ ngồi đây tính toán rau cho cô. Tí nữa cô cháu mấy mua rau về mà nấu cơm. A few minutes later. Bye bye cô. Đi nha. Yeah. Cô nát, cô nát. Cô cho cháu xin một ít gạo để làm bento đại chiến với Andy đậu với ạ. À? Không. Không. Cô làm thì mới có ăn chứ. Không. Cô hãy giúp truyền nhân đồng nát của cô đi mà. Được rồi. Cầm lấy. Đi nhặt đồng nát cho cô. Một bao, 10.000. Vâng ạ. Cô đồng nát. Cháu mang về rồi đây. Ôi, gạo đầy thế này. Đúng là truyền nhân đồng nát của cô. Giỏi, giỏi lắm. Này, nhân công của cháu đây. Wow. Ồ. Cháu cảm ơn cô. Con biết thì giỏi thật đấy. Ôi, trời ơi, giỏi quá là giỏi luôn. Hả? Cô ngại lụ hơn. Cháu yêu cô đồng nát. Amenu. Ơn nghĩa này của cô, cháu xin khắc đi trong tim mãi mãi. Meanwhile. Ôi, cô ơi, cho cháu 3 củ cà rốt, 5 quả dưa chuột, 1 nửa cho đỗ này, và 1 củ cải nữa, và cho cháu rất nhiều gói bim bim. Ôi, công nghệ, công nghệ. Thật tới đến. Ôi trời ơi, cô... Ding ding ding. A few minutes later. Ăn no thế này thì chắc chắn là có sức làm cơm bento rồi. Túi rau của mình. Đinh đinh đinh. Đứng lại, tên chó kia. Trộm đâu mà trộm. Thế không phải trộm sao chạy nhanh thế? Thì cô người đuổi chả chạy. Cô nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Các cậu ơi, các cậu nhớ đăng ký kênh lớp học Di Quỷ để đón chiến thắng 80 đô nhá. Ô
nói là cái khóa ki gì nhỉ? Đây là khóa khoa học trên kilora.vn đấy. Tớ được hướng dẫn làm nhiều thí nghiệm khoa học hay cực kỳ luôn. Mà cái này bọn mình làm được ở nhà đấy. Thế thì tớ phải bảo mẹ tớ đăng ký cho tớ với Andy Soi mới được. À mà không, không cho Andy Soi học đâu. Tớ sẽ học một mình, tớ sẽ giỏi nhất nhà, giỏi nhất lớp, giỏi hơn cả cậu. Còn lâu đi nha. Cậu lo mà làm cơm bento khổng lồ cậu đi. Bây giờ tớ sẽ dùng quả trứng này để đầu tiên, tớ sẽ xếp gạo đã được luộc màu xanh xanh vào hộp. Một màu xanh xanh, châm thêm vàng vàng, cả thêm trắng trắng. Chưa gì đã thấy xinh rồi. Cắt thêm chút đồ để trang trí rồi xếp vào hộp nha. Bây giờ tớ sẽ bắt tay vào làm bento khổng lồ nha. Yes. Mặc dù ghét ăn rau nhưng tớ vẫn phải cho thêm rau vì nó đẹp. Này là một biển cơm luôn, xanh ơi là xanh nha. Thêm chút đỗ, chút hoa cho đời thêm rực rỡ. Chấm điểm thêm cho một nàng tiên cá, chưa làm xong đã thấy xinh rồi. Xếp dưa chuột thành cái đuôi cá và thêm quả tóc đỏ dài rất dài. Thêm một vài chú cá bơi xung quanh cho nàng tiên cá các bạn này. Tên tên đã xong rồi này. Nhưng giỏi nhất là bốc phét đi danh hài thứ ạ. Cậu không chơi thôi. Các cậu. Các cậu thích bento của tớ hay của Andy đâu thì hãy comment ngay bên dưới và đừng quên đăng ký kênh Lớp Học CQ nha. Yes. Các em ơi, hãy mau chóng bấm đăng ký kênh để channel Lớp Học CQ mau chóng đạt 100.000 sub nhé.